Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã điều tra làm rõ được thủ phạm gây ra nhiều vụ đập kính xe ô tô, lấy cắp tài sản bên trong. Hai người gây án là Nguyễn Anh Thương, 30 tuổi và Chế Văn Quý, 38 tuổi, cùng trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Theo khai nhận, ban đầu Thương gây án một mình bằng cách tháo biển số xe máy, tháo một số phụ tùng để tránh bị nhận dạng. Khi tiếp cận ô tô, tắt đèn xe, dùng xà beng đập kính ô tô. Sau khi lấy tài sản, Phương thay quần áo khác di chuyển vòng vèo nhiều tuyến đường trước khi về nhà, để lực lượng công an khó theo dấu qua camera an ninh đường phố. Từ đầu năm 2022, thấy anh rể thất nghiệp, Thương rủ thêm anh rể là Quý cùng đi đập kính ô tô để trộm tài sản. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự đã làm rõ được 6 vụ đập kính ô tô do anh em này gây ra.